Theo đánh giá của các chuyên gia, mảng ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam hiện rất tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển. Đây cũng là xu thế phát triển của các ngân hàng thương mại nhằm đa dạng nguồn thu, gia tăng hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu rủi ro hoạt động. Với việc tập trung vào mảng bán lẻ và chuyển dịch danh mục tín dụng sang khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều ngân hàng trong đó có Techcombank đã đa dạng hóa và phân tán rủi ro thay vì tập trung vào một số lượng ít các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, nhờ đầu tư vào số hóa, tệp khách hàng của ngân hàng cũng được mở rộng. Trong 9 tháng năm 2023, ngân hàng có thêm 2,2 triệu khách hàng mới, trong đó hơn 44% được thu hút qua kênh số và 43% được thu hút thông qua các đối tác trong hệ sinh thái.